Chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Ngày nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với làm cái video sửa bóng nét này, hay khôi phục lại cái bóng nét này bị chết này. Các bạn nhìn thấy đây, cái bóng nét này mình nhặt ở ngoài vườn này, cũng chẳng biết của ai luôn. Các bạn nhìn thấy thì dấu hiệu cái bóng nét đầu tiên các bạn nhìn thấy là nó đang bị cái tình trạng là ngấm nước mưa rất là lâu rồi. Các bạn nhìn linh kiện nó sùn hết lên này. Đây, cái tình trạng này hỏng rất chi là nặng luôn, phải nói là căn bệnh này hiểm nghèo luôn đấy, gần như là vứt đi luôn đấy. Sau đây mình sẽ cậy bên trong xem đấy. Theo mình biết thì cái bóng led này là bên trong nó có pin dự trữ, khi bất điện thì bóng này nó vẫn sáng được, nó có pin dự phòng bên trong này. Mình sẽ cố cậy ra. Đây, bên trong của nó đây, các bạn nhìn đây, một thanh nhôm tản nhiệt cũng bị xùi hết rồi. Đây là pin này, pin cell này, các bạn nhìn này. Vì mạch linh kiện này hầu như là trong cái tình trạng ngấm nước này, rỉ sét rất là nặng luôn. Mình sẽ cố sửa chữa lại cái mạch này xem sao. Đây, như các bạn nhìn thấy, vì mạch rỉ sét rất chi là nặng, quá là nặng luôn. Đấy, căn bệnh thì khá là hiểm nghèo luôn đấy. Thì mình sẽ cố mình sửa chữa lại xem nó có hoạt động được không. Trước tiên thì mình sẽ rút hai cái dây này ra này, hai cái dây nguồn cấp 220 vào cho nó. Mình sẽ rút ra cho các bạn xem tất cả nó học như nào. Đây các bạn thấy đây, đến nỗi là nó mọt đến nỗi là có hai con tụ này, đâu mất con rồi. Đây, hai con này rụng này, các bạn nhìn cái vỉ nó, phải nói là tình trạng reset rất chi là nặng và hiểm nghèo như này. Đấy, mình sẽ cố khôi phục lại xem nó còn sống được không. Đấy, trong cái tình trạng nó vứt đi. Hôm nay mình làm cái video sửa cái căn bệnh thì phải nói là căn bệnh hỏng nặng nhất lịch sử trong những cái video mình sửa chữa về bóng led, làm về sửa chữa về bóng led như này. Nó reset rất là chi là nặng. Bây giờ mình sẽ lấy xăng thơm hoặc là acetone, mình sẽ vệ sinh cái vỉ này và cái phần bóng led này. Đây, pin cell này chắc là cũng tí nữa thì khôi phục lại xem còn điện không. Đây, sẽ vệ sinh và kiểm tra xem có hỏng hóc gì, mình sẽ thay thế, mình sẽ cố cứu lại cái vỉ này. Đó, bóng men hỏng rất chi là nặng, phải nói là quá nặng luôn. Và mình sẽ tẩy rửa cái mạch này và cái vỉ nét này bằng xăng. Mình sẽ đeo khẩu trang vào. Và đây là tất cả những gì sau khi vệ sinh xong, các bạn nhìn thấy này, tụ các thứ này, tụ rồi là cuộn cảm các thứ này, đấy, rơi rời rạc hết ra luôn, chả còn cái gì hết. Thì mình sẽ cố gắng để là sửa chữa khôi phục nó lại cho các bạn xem. Đây là căn bệnh hiểm nghèo nhất trong lịch sử mình đã từng thử sửa bóng nét như này đấy. Hôm nay mình sẽ cố gắng để sửa lại cho nó. Thì sau khi mình vệ sinh xong như này thì mình nhìn sơ bộ qua rụng mấy con tụ với lại con cuộn cảm như này, thì trước tiên thì mình cứ thay thế thôi, thay thế tụ, kiếm những con tụ này thay thế hết vào cho đây cho nó đấy. Còn những cái chân nào mà nó còn bẩn bẩn thì xét thì cứ cạo hết để tránh cho nó chạm chập đấy.
Rồi mình sẽ kiểm tra tiếp theo. Đây. Bệnh này nếu mà gặp phải những cái bạn nào mà không thích vọc vạch hay là nghịch ngợm thì cũng nói chung là cái vỉ này rỉ sét nhà các bạn vứt hết đi luôn. Nói chung là 100% là các bạn vứt đi. Nhưng đối với mình sẽ cố gắng khôi phục lại thế này. Mình là tái chế độ mà. Mình mà bỏ thua, bỏ cuộc những cái này thì không thể nào đổi những cái khác được. Sẽ cố gắng. Bây giờ mình sẽ thay thế những con tụ này cho các bạn xem. Sau khi mình thay thế những con tụ xong như thế này, đây. Kiếm những con tụ khác thay vào này. Còn cả mình nối lại dây này. Đấy, kiếm tụ khác thay vào như vậy. Đây, những con tụ cũ đây, các bạn nhìn thấy đây. Còn cái pin cell này mình vừa bóc ra mình xem kiểm tra nó hỏng rồi, nó chết hẳn luôn thì cũng bỏ luôn. Đấy. Cái pin cell này cũng hỏng rồi, vứt đi. Cái gì sửa được thì sửa, không sửa được thì đành phải bỏ thôi. Đó, như này. Còn cái phần vỉ nét này thì mình sau khi vệ sinh xong thì mình phát hiện ra ở đây nó cháy hai cái bóng nét ở đây. Đấy. Lát nữa thì mình sẽ nối con điện trở vào đấy. Video kiểm tra bóng nét thì mình đã có rất nhiều video rồi. Các bạn nào chưa xem thì xem video đấy. Đây mình sẽ lấy một cái con điện trở tầm khoảng độ 10 ohm, 1W hoặc là 20 ohm, 1W. Các bạn sử dụng con điện trở công suất nó cao một chút càng tốt đấy. Thì mình không có nét để thay thì mình lại sử dụng điện trở để mình thay ở video này đấy. Sau khi mình thay xong thì mình sẽ nối hai cái dây khác cho nó. Hai cái dây này nó cũng bị tình trạng reset ác lắm rồi. Mình sẽ nối hai dây khác và mình thử cho các bạn xem nó sáng. Và sau khi mình thay cái dây điện khác vào cho nó thì mình kiểm tra cái phần mạch pin của cái vỉ pin cell để nạp cho pin cell của cái vỉ này nó đã bị hỏng rồi, mình không có linh kiện để thay thì mình sẽ bỏ cái phần mạch pin cell này đi và mình chỉ cho sáng bóng khi cắm điện trực tiếp vào 220V thôi. Đấy. Và sau khi mình kiểm tra cái phần đít này các bạn thấy nó bị han rỉ và bị reset hết đi rồi, mình sẽ quyết định vứt cái phần này đi và cho cái dây điện vào đấy để thử. Đấy, mình sẽ bóc cái phần sắt này đi. Ở đây mình sẽ cho vào để thử, làm gì thì làm cũng phải cho nó vào đàng hoàng. Không thả ra ngoài nó giật cho phát là tèo luôn. Cứ cho nó dây điện vào đàng hoàng. Đấy như này. Cho vỉ vào vỏ đàng hoàng như vậy. Mình sẽ nối tạm cái hai cái đầu dây điện vào cái đuôi cắm ở đây, sẽ cho vào cái phần đầu dây ở chỗ cái đuôi cắm này vào đấy để thử chưa. Đấy, và sau đây mình sẽ cho nốt cái vỉ nét này vào, mình sẽ nối lại cái dây mình vừa nãy nối ngược. Đấy, sẽ hàn ra và nối lại cái dây này vào cho nó gọn kẽ đàng hoàng. Cái phần hai đầu cực này nó có đầu cực âm và cực dương, các bạn chú ý hàn đúng đầu cực âm và dương vào cho nó đấy như này.
Sau khi hàn cái phần vỉ nét này xong thì mình cũng nắp vào luôn cho nó gọn gàng, đỡ bị chạm chập khi để ở trên bàn, không may nó giật cho thì vỡ mồm. Đấy thì mình nắp vào, sau đây mình sẽ lấy hai cái đầu này mình sẽ cắm vào điện, mình thử cho các bạn xem có sáng hay không. Đó, mình sẽ cắm điện mình thử. Đấy, như các bạn thấy đây, sau khi mình cắm vào thì bóng điện này nó sáng, chứng tỏ là cái phần mạch bên trong nó vẫn còn dùng được. Khi thay mấy con tụ nó chỉ bị cháy mấy cái phần bóng led này thôi, và nó bị hỏng cái phần chỗ pin cell, phần mạch pin cell. Đó, cắm vào sáng trưng cứ đừng bưng luôn. Đấy, các bạn thấy như vậy đấy, rất chi là hay đúng không? Đấy thì chúng ta lại có thể tái sử dụng lại cái bóng bỏ đi cũ kỹ như thế này để tái sử dụng lại, tiết kiệm bảo vệ môi trường. Đấy, có thể đối với người khác những cái bóng điện này nó là rác, là cái đồ vứt đi, nhưng đối với mình có thể tái sử dụng lại, hoàn toàn có thể tái sử dụng lại đến bao giờ không sử dụng nữa thôi, để tiết kiệm bảo vệ môi trường. Đấy, nếu các bạn thấy video này thì hay, hãy like và share, đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.